Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sơn Lâm TV nhé. Trong video ngày hôm nay thì Sơn sẽ truyền tải cho các bạn xem về một cái phiên chợ. Đây được gọi là chợ Khâu Vai các bạn ạ. Đây là buổi chợ phiên ngày thứ bảy, ngày mùng 7. Thường chợ phiên Khâu Vai này thì sẽ được tổ chức vào ngày 2, ngày 7 các bạn ạ. Trong cái phiên chợ ngày hôm nay mình sẽ ghi hình và khám phá ở cái phiên chợ này, xem người đồng bào trên này họ có những cái món hàng gì khi mỗi tuần là họ sẽ đem ra chợ bán, và mình cũng sẽ trải nghiệm tất cả những Phiên chợ ngày hôm nay thì mình quan sát thấy là khá nhiều các bạn nhỏ ở trên vùng cao này đi tham gia buổi chợ này các bạn ạ. Khu vực chợ ở đây thì nó không được rộng như là các cái chợ phiên khác, mà chợ ở đây thì cũng khá là hẹp thôi, nhưng cũng được đổ về đây cũng khá là nhiều người đồng bào ở đây họ đi chợ, mà mình quan sát thấy chủ yếu là các em nhỏ đi chơi chợ rất là nhiều. Còn đồ hàng ở đây thì nó vẫn có đầy đủ tất cả các món đồ thiết yếu mà người đồng bào thường xuyên đem ra chợ bán và mọi người đi mua. Ở đây thì người ta bày bán các mặt hàng chủ yếu là ở dọc hai bên rễ đường các bạn ạ. Đấy, bên trong này thì mình cũng ra thấy khá là đông người đang tập trung bán rượu và mua rượu ở bên trong này các bạn ạ. Cứ cách 5 ngày lại họp 1 tuổi, 5 ngày lại họp 1 tuổi. Và bên trong này thì chúng ta đang mua và bán rất là nhiều những can rượu. Mình sẽ đi vào bên trong nhé. Đây các bạn quan sát thấy đây. Đây là những can rượu mà người đồng bào họ nấu rượu ngô ấy các bạn. Sau đó là đến phiên chợ thì sẽ đem ra ngoài này để bán. Và mỗi người thì lại có một cái muỗng này để cho những người mua thử. Đặc biệt là rượu ở đây là rất là ngon và rất là êm nhá. Mà mọi người đi mua rượu thì là phải thử, phải uống thử. Rượu uống ngon không chú? Một cái điều đặc biệt ở cái phiên chợ này á, thì nó khác với các cái chợ phiên khác ở chỗ là người dân ở đây họ đi họp chợ rất là sớm các bạn. Người dân họ đi họp chợ sớm lắm và họ cũng tan rất là sớm. Bình thường những chợ phiên khác thì người ta có thể là đến họp đến 1-2 giờ, thậm chí 1-2 giờ chiều mới tan. Nhưng ở cái chợ Khâu Vai này thì người dân họ đi họp chợ sớm và cũng chỉ tầm 9-10 giờ là đã tan hết cái chợ rồi các bạn. Giờ này thì nó vẫn còn rất là sớm nên là mọi người vẫn đang đổ đi ra chợ rất là nhiều. Đấy, có hai ngã đường từ các bản đổ về trên chợ này rất là đông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Có cả hàng may, hàng cắt vải đây luôn các bạn này. Đây là người ta bày bán đồ hàng chủ yếu là ở dọc cái dãy đường này thôi các bạn. Thì ở bên trong cái khu để tổ chức chợ thì nó chỉ có một cái gian hàng, kiểu như là một vài gian nhỏ nhỏ thôi ấy. Nó không có rộng nữa, cho nên là người ta sẽ bày bán ở hai bên dọc đường. Ở trên này thì vẫn là chủ yếu là người đồng bào dân tộc Mông các bạn nhé. Đây, chào các bà nhá. Đây bà bán cái món bánh gì đây bà? Bánh gì ạ? Bánh chào. Bánh này là bánh sừng bò. Bánh sừng bò ấy. Bánh bò đấy. Bánh sừng bò. Bánh này thì làm bằng bột. Bằng gạo nếp. Bằng bột gạo nếp luôn à? Lấy gạo nếp về gói luôn, không bằng bột. À, lấy kiểu như gói bánh chưng đấy đúng không? Vâng. Còn em bán đây là bán với phở à? Vâng. Phở khô ấy. Em phở tráng. Đấy, bánh này là có làm bằng nhân gì? Có nhân không? Bánh này không có nhân. Bánh này không có nhân đúng không? Vâng. Ồ, chỉ gói bằng gạo nếp không à? Vâng. Dạng kiểu như bánh chưng. Đây là nó cũng là một trong những cái món bánh mà nó cũng khá là đặc trưng của người đồng bào ở đây các bạn ạ. Anh canh, anh canh gì hết? Ơi. Canh của anh canh gì hết? Canh của anh là Sơn Lâm TV. Hả? Sơn Lâm TV. Sơn Lâm à? Đi đi. Nó không biết là y phủ. Ồ. Y phủ, y phủ. Nhớ nhớ, đi chú nào. Đó ở khu vực trên này thì mình quan sát thấy là người đồng bào họ bán rất là nhiều những cái loại rau cải mèo các bạn. Một cái điều đặc biệt là rau cải này là người ta trồng ở trên nương, là nó không hề có thuốc các bạn nhé. Mà đây toàn bộ là nó sẽ mọc tự nhiên, có nghĩa là người ta chỉ rắc hạt rau ra đất rồi nó sẽ lên rất là tươi tốt. Đấy, nên cho nên chúng ta nếu sử dụng ăn những cái rau này thì rất là đảm bảo về an toàn thực phẩm luôn các bạn. Đây mình quan sát thấy có một ông cụ có vẻ là cũng rất là khó khăn, rất là khổ. Mình sẽ là cho ông ý tiền mua rau các bạn nhé. Đây, ông cụ cầm ô này các bạn này. Bây giờ mình sẽ ra cho ông ý tiền mua rau các bạn. Ông mua rau này, mua măng này. Cái này được
đúng rồi. Chụp một kiểu ảnh có làm gì đâu, anh chụp bởi vì là anh thấy là các em xinh thì anh cho anh xin chụp kiểu ảnh. Các em đi học hay là đi chợ đấy? Đi chợ à? Ơ thế đi chợ mua được cái gì chưa? Chưa. Chưa? Cho anh xin kiểu ảnh nhá. Đồng ý không? Anh chụp nhá. Ok. Vừa nãy đây các bạn này, ông mình cho ông cụ tiền đấy, đang ngồi uống rượu ở đây rồi. Mấy chai rượu liền rồi. Và 4-5 chai các bạn này, 5 chai rượu. Uống với cả người đây. Mình quan sát thấy ở đây thì ở cái hàng rượu này chủ yếu là người phụ nữ đi mua rượu các bạn ạ. Đấy.
mình quan sát là chủ yếu là người phụ nữ mua rượu nhá, chưa thấy một người đàn ông nào đi vào đây mua rượu, bởi vì mình cũng đứng ở đây khá là lâu rồi các bạn, ghi khá nhiều hình ảnh bạn này rồi nhưng mà chưa thấy người đàn ông nào đi vào mua rượu cả, còn thấy là phụ nữ nhá, phụ nữ thử rượu. Chúng là người đồng bào trên này thì họ uống rượu là khá là tốt đấy các bạn. Là mấy bị cực chi hả ông hỏi, ít bị cực chi. Chua nà, nên cho thằng mong cái này cho qua. Ít ít vừa nói gì cực chi, ít qua cực chi. Đây nè, ít hả lo? Ít hả ô? Đây đó chẳng gì đây nè. Ít hàng cái gì đó xem. Ông thở là mua à, ít hàng cái gì. Có bị cực chi mà mua? Chỉ mua ít bị à. Video này chắc là mình xin phép được kết thúc tại đây thôi các bạn ạ. Bởi vì mình cũng đã ghi tất cả những cái hình ảnh ở trong cái phiên chợ khâu vai này và đã toàn bộ trong cái video thì mình đã có đầy đủ rồi. Thì bây giờ chắc là mình cũng xin phép kết thúc video nhá. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.